chào các cô chú, bác anh chị. Thì theo như hồi nãy con đã nói thì một bài hát nữa, thì tiếp sau đây sẽ là một bài hát được mang tên là Cảm ơn. Trong ngày hôm nay thì con tặng cho các cô chú chị tên lại mọi người nghĩa là hai bài, thì cũng không có chuẩn bị nhiều nữa. Mong các cô chú anh chị phương tình ủng hộ cho tụi em tụi con.
xa trường. Âu yếm người tình để muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày về. Xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai.